Ôi ghê quá trời ơi. Bây giờ mình đang bắt đi. Hello mọi người. Dạ mọi người có nhớ là lần trước cái ngày Halloween đó là tụi mình đã đi tìm kẹo, nhưng mà tụi mình đã bị cái bọn Zeta, cái thằng Zeta áo nâu nó cướp mất cái giỏ kẹo của mình. Không phải kẹo, tìm vàng. Tìm vàng. Ý là cái giỏ bí ngô làm tao liên tưởng đến kẹo. Zeta là gì em? Zeta. Chị không biết là cái thằng đó hả? Nó mới nói gì? Zeta. Zeta. Em nói Zeta là gì? Zeta là cái thằng mấy cái thằng áo nâu áo đen mà nó mặc cái đồ phù thủy á. Trời, bữa giờ chị không cập nhật tin tức gì hả? Trời, nó áo không công ty mình luôn. Chị trên núi mà, chị trên núi. Mấy lần này chị bận quá, chị không biết gì hết luôn. Xong rồi bữa nay rảnh quá đây, ủa gì? Trời, đi đâu vậy? Chị đi Nha Trang nhiều quá sao chị biết được? Chị đi nhiều quá. Thì đó, sau khi mà tụi mình đã lân la dò hỏi thì tụi mình đã tìm được cái hang ổ của tụi nó. Theo như thông tin thì hang ổ ở đây, nhưng mà chỉ biết là ở khu này thôi chứ không biết cụ thể là chỗ nào hết. Ủa, Zeta là gì em? Trời, chị không biết gì luôn hả? Biết gì đâu em. Nghe lạ quá. Bữa giờ công ty họp cái vụ này rần rần luôn nè. Zeta là mấy cái thằng áo nâu, áo đen mặc cái đồ phù thủy mà nó cứ đi theo dõi mấy người KOL trong công ty mình á. Ghê vậy. Từ kênh này qua kênh khác luôn, kênh chị Nhi Anh Vũ rồi kênh Mina Minh Kỳ, giờ cũng qua đến kênh mình luôn. Mày theo dõi chi vậy? Em cũng biết nữa, tự nhiên hôm bữa tụi em đang đi chơi Halloween cái xong rồi được cái thử thách là đi tìm vàng á. Thế tự nhiên đang tìm gần thắng rồi. Cái ba chạy từ đâu ra, lúc mình dở vàng chạy mất tiêu. Ủa thế hả? Mày đâu có biết vậy? Trời, bữa tự nhiên tụi em bị dậy cái xong rồi tụi em về cái mới nói với em họp công ty á, cái xong rồi mấy anh chị cũng kêu là mấy anh chị cũng bị dậy cái lên coi clip cái mới thấy sao mấy thằng này giống nhau quá vậy, mặc cùng một bộ đồ luôn đó. Nên là bữa họp xong cái xong rồi nghe tìm được công ty, tìm được thông tin là cái hang ổ của nó ở khúc này nè. Nên là hôm nay cũng mới kéo nhau ra đây để bắt bằng được nó đây trả thù. Người này sống ở đâu mà đẹp không hiểu luôn á, không biết nó ở đâu luôn á. Đừng nói nó làm mấy cái lều trong đây nha. Thôi vậy tụi mình đi. Đi đâu chứ giờ? Đường biết mấy cái mục này nó làm cái gì không? Có người nào đặt nó chôn mà chụp cảnh. Đi cái này là tao cho xe lớn rồi. Ê, hay là chị nghĩ nó chôn với ông cống này nó ở không ta? Mấy đàn nằm mới chạy thử thôi. Mọi người có những suy nghĩ táo bạo. Tại vì biết sao chị lại suy nghĩ táo bạo không? Tại vì nó rất là táo bạo. Nên nó mới đi cướp cái đỏ của em. Đấy. Đỏ của Gia Long. Đỏ của Gia Long hả? Nhưng mà không biết nó là người Việt Nam hay là người nào không? Em đến xem. Nó không biết tại sao nó có màu đen, nó màu lạ đó thôi. Hay là do nó xấu quá. Tại vì chờ em thường coi những cái bộ phim mà cướp thấy gì đó, người ta cũng hay đeo mặt nạ lắm em à. Chứ không mình biết nó là ai rồi ba. Có mấy bà cái lây dở cái khoét hạt mắt cái chùm vô. Kiếm đến bao giờ mới thấy giờ. Trời, cái khu đó này nó rất chi là rộng đó mọi người. Mình kiếm nó rồi mới tới luôn á. Ê, mệt gì trời. Ở đây của em mà đi cho mình đó. Không, nhưng mà ý là tự nhiên có cái mệt đó nhìn nó màu hồng, nhìn nó mơ. Mặt nạ nội địa gì. Ôi, cái gì nè. Cái váy hả? Trời ơi, làm gì người ta làm gì hay người ta quan tài đó em. Mà tại sao tự nhiên lại bắt lên nó giống như kiểu như là em chứ không vô trong đó mũi chích gai chích sao. Không, nhiều khi là nằm ở đây nè, cái xong lột ra cái tiện tay bắt lên đây. Thôi đi, mọi người nhìn cái áo đó chi vậy? Nó khoan không phải cái áo mọi người ơi. Không phải cái váy luôn, cái nhện ngọn á. Này như cái mũ. Quen quá nha. Đồ dơ, trời ơi, tự nhiên tụng vô với xì ke. Ơi cái này quen quá nè. Nè. Ê, không giỡn. Giống váy con nít. Không phải, váy con nít. Cái này không phải váy, cái gì đấy? Cái không, cái nón mà tụi Zeta. Trời ơi em, trời cái gì đó. Nè. Từ, để thử, Duyên thử đội lên. Thôi em, đồ dơ ở ngoài bác chị thử em. Nhưng mà nhìn nó. Đúng rồi, nó đó, nè. Tưởng tượng đây là cái mặt nè. Ê, đúng rồi. Cái gì trời. Ui, trời ơi. Ơi, cái gì nè? Bom mọi người ơi, bom. Bom từ đâu vậy mọi người ơi? Bom. Có khi nào bom luôn á? Có khi nào là phân chó không? Đi, nhớ mày trang cái bom vậy. Phân chó màu vàng hả? Biết cái lựu đạn không? Ơ Gia Long mày nhớ chứ lựu đạn trong cái lựu đạn màu xanh đen. Nó cũng giống mà. Ai biết ngoài đời nó màu gì cha. Ơ có khi nào nó cài bom sẵn nên mình lại mình đứng. Thôi em nguy hiểm. Mọi người, tự nhiên có áo của Zeta đây rồi, có cái
quả đó nữa. Có khi nào nó cố tình đánh dấu cái hiệu gì không? Hay là đây là một cái gì quan trọng của nó? Nó đang nhử mọi người không? Nó đang nhử mọi người đó. Mọi người đùng bơi lên nó đùng một phát nè. Thôi đi đi mọi người, ghê quá. Trời ơi, không không có chuyện đó đâu. Làm như là sao thử. Ê, tránh 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 ra. Ủa đàn ông đâu, con trai đâu, vô thử đi. Không, mình đứng mình chọi cái gì vô nó nổ không đã. Xong rồi mình mới, mình chọi gì vô coi. Ê, mình chọi thì chọi mình chọi xa xa đi mọi người. Né xa xa. Trúng rồi đó. Ê ai đụng trúng luôn rồi đó, lật luôn rồi gần nó không sao hết á. Lấy đi xe lắm, lấy đi thùng ra lấy đi. Cái gì vậy? Nhỏ thôi, vậy nhìn như trứng khủng long rồi. Trứng khủng long thì nhỏ thì mát không. Ủa? Gì hết. Ê, những cái bám bám này có khi nào là thuốc gây mê không? Không, có khi nào kiểu như là trên đây mọi người biết mà mua thẻ cào cái cào ra không? Có khi nào trên đây có cái hiệu cào cào ra cái có ký hiệu của cái tiếp theo? em nghĩ đây chỉ tưởng tượng em phong phú ghê luôn á. Ê, ở đây nó có một cái ký hiệu là con số trong đây. Mà ở đây là chị số 5 những cái khu đất á. Bỏ nó đi mày mà. Số 5. Bên này là số 2 nè. 25. Không. 25 mà lỡ là 52 sao? 2 nè, 2 với 5. Mày hiểu không? Trứng phục sinh là của Noel, 25 là ngày Giáng sinh. Không, chị nghĩ là hay là nó là một con số ký hiệu cái lô đất ở đây ta. Tại vì chị nghĩ là đây có một cái lô đất. Ở này lô mấy nè chị? Nói em nghe. Thôi thế mình mới phải đi kiếm nè. Hay là mình thử tìm xem còn quả trứng nào quanh đây nữa không? Thử đi ha. Còn áo này nè, sao? Giữ giùm em đi. Rồi còn cái này sao, cái này sao? Cái này con đi kìa, đi chị đau quá, thôi để nó đi. Đỡ nó đi mình cái gì. Ừ, cái gì sáng sáng kìa. Nữa hả? Sáng chiếu chiếu luôn kìa. Cái gì giống trái nãy vậy? Cái trái này khác, trái này cái đít nó bị đen, trái này nó không bị. Cái này cũng giống, cái này cũng sáng. Trái này không mở được. Mình sao biết được, có mấy đập thử coi. Cũng mở được thiệt luôn. Đạp đi, đập cho nó bể. Mở đi, coi số mấy. Ơi, bên này có số 7. Của mày là số mấy hơn? Số 1. 17 là cái gì? 71, 17. Số đề để là. Ê, có khi nào đây là tuổi của những cái thành viên trong hội gì tao? Đứa 25 tuổi, đứa mày. Đó cũng hợp lý. Thôi, nè, giữ giùm tụi em đi, hai trái rồi nha. Lát mất trái nào là bắt đầu đó. Cái này là trứng mọc trên cành cây. Ví dụ mà nó phải nằm trên cái nhụy này nè là hợp rồi. Cái này mở thử coi. Để chị đạp cho chị. Ê, tưởng tượng tay chân cái nha. Đạp nhẹ nhẹ. Ồ, cái này dễ dàng ra quá ha. Ui. Bên chị số mấy? Số 6. Bên em số mấy? Chắc số 9 đi. Số 1. 16. 15, 16. Ê, nãy là 16, 17. Không, nãy là 25. 25, 16, 17. Bây giờ là 16, trái nãy là 17. Là sao ta? Hay là được rồi, của tụi nó từ 16 đến 23. Anh có khi đến tìm trái nhổ cái anh nổ mọi người. Anh ơi, ba trái trứng này anh ơi. Là trái trứng thứ 3. Và tụi mình vẫn chưa có manh mối gì thôi. Vừa nắng vừa nóng. Vừa thối. Trời ơi, chị nói chịu luôn á. Mình đã đi được bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Nãy là mình xuất phát từ dưới kia. Ôi, công nhận mẹ, nãy giờ bọn mình đi từ từ thấy mình xa rồi ha. Ủa, đây có ai đốt gì không? Phải không? Đó là bọn xe ta. Ai quả trứng kìa. Số mấy? 1 8. Bây giờ là nhiêu rồi? 25 17 16 18 16, 17, 18, 25. Vậy hai đứa 25 tuổi là đứa cận đầu. Dạ. Lê Tài có mấy đứa? Đây là số tuổi của tụi nó rồi. 25 tuổi. Ôi là trời, sinh trời năm nắng nhiêu? Chết tự nhiên ông nào ông đứng giữa trời mặc đồ đen như dê mới hết. Ê! Ủa cái gì mới hết? Cái gì vậy? Bây giờ mình bắt đi. Ê, khoan, đừng có bắt nữa. Đừng có đem nó.
cứ đi từ từ thôi. Em mấy đứa sao mấy người này biết diễn vậy trời. Nhìn biến hóa. Có khi nào vào hang ổ xong nó bắt cóc luôn không trời. Mỗi người lấy môi trên tay bằng